Xin chào các bạn. Trong hầu hết các vụ án mà mình đã kể, ngoài một số ít kẻ giết người sát hại nạn nhân ngẫu nhiên vì niềm vui bệnh hoạn, thì đa số động cơ phạm tội sẽ liên quan tới tiền bạc hoặc là tình cảm. Như câu nói, mộc tú vu lâm, phong tất tủi chi, tức là cây cao trong rừng rồi sẽ bị gió thổi ngã, và những người có tài năng cùng với phẩm hạnh nổi bật rất dễ bị ganh ghét và hãm hại. Và vụ án hôm nay là một trong số đó. Vào ngày 12 tháng 9 năm 1983, Rachel Barber sinh ra tại Úc. Mẹ cô, Elizabeth, là một nhà văn viết truyện thiếu nhi nổi tiếng trong khu vực, còn cha cô, Michael, là một nhà thiết kế đồ chơi. Sau khi Rachel ra đời, gia đình cô có thêm hai cô em gái dễ thương là Heather và Ashley Rose. Trong mắt hàng xóm, gia đình Barber không có gì phải bàn cãi vì họ là một gia đình hạnh phúc, cha mẹ luôn yêu thương lẫn nhau và con cái cũng chung sống rất hòa thuận. Rachel có năng khiếu về múa nên vào năm 1999, khi mới 15 tuổi, cô đã trở thành học viên của Học viện Dance Factory, một trong những học viện múa tốt nhất không chỉ tại Úc mà còn trên toàn thế giới. Lúc này Rachel càng ngày càng trưởng thành, cùng với thân hình cân đối, thông minh và sự duyên dáng, cô đã nhanh chóng hòa nhập với các bạn cùng trang lứa. Cô cũng đã có một anh bạn trai tên là Manny. Có thể nói, cuộc sống của Rachel là sự điển hình mà ai cũng mơ ước. Vào thứ Hai, ngày 1 tháng 3 năm 1999, buổi sáng hôm đó, gia đình Rachel vẫn bắt đầu ngày mới như thường lệ. Lúc 9 rưỡi sáng, cha cô đưa cô đến trạm xe gần đó để Rachel đi tàu điện đến khu phố của bạn trai và bạn thân, rồi họ cùng nhau đi bộ đến trường. Chiều tối lúc 6 giờ 15 phút, Michael sẽ đến đón Rachel tại cùng một trạm xe để đưa cô về nhà. Ngày nào cũng vậy và chưa bao giờ thay đổi, nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi tạm biệt cha, Rachel gặp bạn bè và bạn trai. Cô hào hứng khoe với họ rằng bản thân sắp kiếm được một khoản tiền tiêu vặt lớn. Khi bạn bè hỏi lý do, cô chỉ mỉm cười bí ẩn và nói sẽ giữ bí mật đến lúc đó. Vì Rachel có ngoại hình bắt mắt và từng tiết lộ muốn trở thành người mẫu, nên bạn bè đều nghĩ cô sắp tham gia một buổi chụp hình mẫu và không hỏi gì thêm. Đến giờ nghỉ giải lao, Rachel cùng bạn trai Manny đến trung tâm mua sắm gần trường để ăn trưa. Manny tò mò hỏi bạn gái buổi tối này cô sẽ làm gì và liệu có an toàn không. Thế nhưng Rachel chỉ cười và nói một người bạn cũ đã giúp cô tìm được công việc rất tốt và mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, không có gì phải lo lắng. Sự mất tích bí ẩn. Sau bữa trưa, Rachel đến cửa hàng mà cô từng ghé qua, rồi nhờ nhân viên lấy đôi giày múa xanh mà cô yêu thích từ lâu và cho biết cô sẽ quay lại thanh toán sau. Đến 5 giờ 35 phút chiều, sau khi kết thúc buổi học, Rachel và Manny ôm nhau để chào tạm biệt. Đồng thời trong lúc trò chuyện, Rachel nói với bạn trai rằng hôm nay cô sẽ đi một chuyến tàu điện khác để thăm một người bạn. Và sau đó, cô chia tay Manny và rời đi, nhưng không ai ngờ đó cũng là lần cuối cùng Manny nhìn thấy Rachel. Michael đến trạm xe quen thuộc để đón con nhưng không thấy Rachel lúc 6 giờ 15 phút như thường lệ. Đến 7 giờ 40 phút tối, mẹ cô Elizabeth nhận được cuộc gọi từ chồng cho biết ông đã chờ tại trạm xe suốt một khoảng thời gian dài nhưng không thấy Rachel. Điều này chưa từng xảy ra nên Elizabeth quyết định gọi ngay cho cảnh sát. Tuy nhiên câu trả lời của lực lượng chức năng thì không khác gì những vụ mất tích mà chúng ta thường nghe. Họ nhấn mạnh rằng Rachel chỉ là một thiếu niên và đang trong giai đoạn nổi loạn, vì vậy có thể một lát nữa cô bé sẽ về nhà. Elizabeth và Michael nghe vậy đành trở về nhà nhưng họ không thể an tâm được. Trước đó Rachel đã từng bị theo dõi trên đường về nhà và điều này đã để lại trong bà một nỗi ám ảnh không nhỏ. Cô bé rất sợ bóng tối nên không dám ra ngoài một mình. Hơn nữa gia đình họ luôn tôn trọng quyền tự do của các con, vì thế Rachel luôn chia sẻ mọi chuyện với họ. Do vậy việc cô bỏ nhà đi là điều không thể xảy ra. Họ liên lạc ngay với Manny và biết được về chuyện công việc mà Rachel đề cập. Họ nghi ngờ con gái đã dính vào chuyện không tốt hay là gặp phải tai nạn nên lập tức liên hệ với tất cả những người quen biết Rachel để hỏi thăm. Tuy nhiên mọi người đều nói rằng sau giờ tan học không ai gặp lại cô. Không còn cách nào khác, họ buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Thế nhưng cảnh sát vẫn tỏ ra không hề quan tâm vì nghĩ rằng không cần thiết phải phát thông báo tìm người, đồng thời họ cũng không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ tìm kiếm nào. Một đêm trôi qua mà không có tin tức về Rachel Elizabeth. Michael đã tự mình dán thông báo tìm con. Họ đến cửa hàng mà Rachel muốn mua giày. Nhân viên xác nhận cô đã đến nhưng không quay lại thanh toán. Nhân viên cửa hàng còn cho biết gần đây có một người đàn ông lạ mặt thường xuyên lảng vảng trong cửa hàng, mời chào các cô gái đến làm việc tại một nhà kín nào đó. Tuy nhiên sau một hồi dò hỏi, họ vẫn không tìm ra manh mối nào về Rachel. Hành động của người dân.
Sự thờ ơ của cảnh sát đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, nên cư dân ngay lập tức tham gia cùng gia đình Michael để dán thông báo tìm người tại những nơi xa hơn và tổ chức các cuộc tìm kiếm rộng lớn. Mãi tới ngày thứ ba sau khi Rachel mất tích, có lẽ do nhận thấy hình ảnh mà công chúng nghĩ về mình đang trở nên tồi tệ, nên cảnh sát mới quyết định hành động. Họ tuyên bố đã thẩm vấn từng người tại học viện múa, nhưng nhanh chóng bị các học sinh bác bỏ. Thực tế họ chỉ đến nói chuyện với Manny vì nghi ngờ anh ta có liên quan trực tiếp đến vụ mất tích. Cảnh sát suy đoán về việc Rachel mang thai ngoài ý muốn nên bỏ nhà ra đi. Người bạn trai Manny đã liên tục phủ nhận nhiều lần, nhưng cảnh sát dường như vẫn muốn chứng minh Rachel đã tự bỏ đi để che đậy sự trì hoãn ban đầu của họ. Ngày 4 tháng 3, một cô gái tên là Allison gọi điện cho gia đình Michael. Hóa ra vào ngày Rachel mất tích, cô đã thấy Rachel đi cùng một cô gái khác trên xe điện. Hai người xuống xe tại giao lộ High Street và Williams Road. Sau khi kiểm tra camera giám sát, cảnh sát xác nhận manh mối này là hoàn toàn chính xác. Với sự tham gia của truyền thông, vụ mất tích của Rachel nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, tạo áp lực rất lớn cho cảnh sát. Và sau đó, cảnh sát yêu cầu gia đình Piper cung cấp danh sách chi tiết tất cả những ai từng tiếp xúc với Rachel. Quá trình điều tra, cảnh sát chia thành hai nhóm, một nhóm rà soát từng người trong danh sách, nhóm còn lại kiểm tra chi tiết cuộc gọi của gia đình Michael. Họ phát hiện ngoài cuộc gọi vào ngày 7 tháng 3, có người tên là Caroline đã gọi đến vào ngày 28 tháng 2 trong suốt 30 phút. Điều quan trọng hơn là căn hộ Caroline thuê nằm rất gần nơi Rachel được nhìn thấy lần cuối. Khi phát hiện có thể Rachel đang ở cùng với Caroline, Elizabeth và Michael mới cảm thấy nhẹ nhõm. Dù cho động cơ của Caroline là gì, thì họ cũng tin rằng Caroline sẽ không bao giờ làm hại Rachel vì hai người họ đã là bạn lâu năm. Họ thậm chí còn nghi ngờ có thể Rachel đã rời nhà vì một lý do nào đó và đang ở nhà của một người bạn thân trong một thời gian. Trong khi đó, cảnh sát đến cửa hàng quần áo nơi mà Caroline làm việc nhưng không gặp được cô ta vì cô ta đã xin nghỉ ốm. Qua lời kể của quản lý, họ biết được vào ngày Rachel mất tích, tức là ngày 1 tháng 3, Caroline cũng không tới làm việc. Dù cô ta có ghé qua cửa hàng trong thời gian ngắn vào ngày 2 tháng 3, nhưng sau đó cô ta lại tiếp tục xin nghỉ với lý do bị cảm cúm. Sự trùng hợp trong thời gian xin nghỉ của Caroline làm dấy lên nghi ngờ của cảnh sát. Để tránh làm lộ thông tin, họ không đột nhập vào nhà Caroline mà hỏi thăm hàng xóm trước. Hàng xóm cho biết vào đêm 2 tháng 3, từ nhà Caroline vang lên tiếng khóc lớn của một cô gái. Sáng hôm sau, khi bố Caroline đến thăm cô ta khóa chặt cửa phòng và khóc nức nở mà không nói một lời. Khi trò chuyện với những người xung quanh, cảnh sát còn biết được cô ta đang chuẩn bị chuyển đến một trang trại thuộc sở hữu của bố. Hơn nữa, gần đây Caroline đã mượn tiền của nhiều người để trả phí cho công ty chuyển nhà. Ngày 4 tháng 3, công ty chuyển nhà thật sự đã tới và mang theo một bức tượng được bọc trong túi chống bụi. Ngày 12 tháng 3, cảnh sát cảm thấy họ đã có đủ bằng chứng gián tiếp để buộc tội Caroline. Mặc dù những hành động của Caroline không có gì đáng ngờ, nhưng khi kết hợp chúng với những biểu hiện cảm xúc bất thường và những ngày nghỉ ốm không rõ lý do của Caroline, thì họ suy đoán cô ta có khả năng liên quan đến sự mất tích của Rachel. Cảnh sát nghĩ Caroline đã giấu Rachel trong căn hộ của mình, còn lý do cụ thể về nguyên nhân thì phải tìm được cô ta, thì mọi chuyện mới được giải đáp. Vào thời điểm này, cảnh sát vẫn suy đoán Rachel chỉ đang trốn trong nhà Caroline nên cũng hoàn toàn không lo ngại về sự an nguy của cô. Hiện trường kinh hoàng. Khi cảnh sát đến gõ cửa căn hộ của Caroline, họ phát hiện không có ai trả lời nên họ đã quyết định phá cửa xông vào. Bên trong căn hộ có phần hơi lộn xộn nhưng không có gì đáng ngờ và cũng không có dấu vết của Rachel. Họ phát hiện Caroline nằm bất tỉnh trên sàn. Sau khi xác định cô ta còn thở, cảnh sát nhanh chóng đưa cô ta tới bệnh viện. Những cảnh sát còn lại tiếp tục điều tra cho tới khi họ bước vào phòng ngủ của Caroline. Tất cả mọi người đều nín thở và hoảng sợ. Trên tường phòng ngủ của Caroline dán đầy hình ảnh của Rachel và trên bàn còn có một chồng sổ tay ghi chép đầy đủ thông tin về Rachel cùng với những suy nghĩ của Caroline. Caroline tỉ mỉ viết kế hoạch chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới cũng như cách sắp xếp các ca phẫu thuật thẩm mỹ. Trong nhật ký, Caroline viết Rachel rất quyến rũ. Cô có làn da trắng mịn, đôi mắt xanh biếc đầy mê hoặc và một tinh thần tự lập cao. Ngược lại, Caroline tự mô tả mình là một chiếc bánh pizza xấu xí với chiếc mũi to và một tâm hồn bị tra tấn. So với Rachel, Caroline cảm thấy mình thiếu cả nhan sắc và tài năng. Bố mẹ cô ta ly hôn và thường xuyên cãi vã với mẹ, khiến cho cô ta cảm thấy nhiều lần muốn biến mất khỏi thế giới. Caroline tin rằng
Tất cả những điều đó là do cô ta quá xấu xí. Vì vậy, cô ta muốn trở nên đẹp đẽ và được yêu mến như Rachel để bắt đầu lại cuộc sống. Trong nhật ký, Caroline còn ghi rõ kế hoạch cho Rachel uống thuốc độc, sau đó bỏ xác vào túi để tiêu hủy và vứt ở một nông trại nào đó. Các ghi chú khác bao gồm việc xin vay ngân hàng vào thứ ba, thuê xe tải chuyển nhà, hóa trang vào buổi tối rồi dọn dẹp nhà cửa kỹ lưỡng và dùng hơi nước làm sạch thảm. Cảnh sát cũng tìm thấy hai mẫu đơn. Một là đơn xin giấy khai sinh dưới tên Rachel Barber và cái còn lại là đơn vay 10.000 đô la Úc từ ngân hàng. Trong một chiếc vali, cảnh sát phát hiện một lượng lớn quần áo to nhỏ khác nhau, nhưng không phải là kích thước Caroline thường mặc mà nó lại vừa vặn với cơ thể của Rachel. Thay đổi tên thằng Rachel, mặc đồ size của Rachel, hóa trang giống Rachel, tất cả đều cho thấy Caroline muốn thay thế Rachel. Cô ta bị sự ganh tị chiếm lấy khiến cô ta ngây thơ tin rằng chỉ cần làm cho Rachel biến mất thì cô ta có thể thế chỗ của Rachel. Ngày 13 tháng 3, Caroline tỉnh dậy trên giường bệnh. Khi cảnh sát hỏi về tung tích của Rachel, Caroline bình tĩnh cho biết Rachel đã chết. Dù cảnh sát nhiều lần cố gắng xác nhận câu trả lời này và tìm chút hy vọng Rachel còn sống, tuy nhiên Caroline vẫn không thay đổi lời khai. Cô ta nói mình đã chôn Rachel tại trang trại của gia đình gần khu mộ thú cưng. Khi đào tại vị trí được chỉ dẫn, cảnh sát thật sự tìm thấy thi thể của Rachel và trên cổ cô ấy vẫn còn một sợi dây điện thoại. Dù Caroline thừa nhận đã giết Rachel, thế nhưng cô ta không cung cấp chi tiết cụ thể về động cơ phạm tội. Cô ta nói sau khi gây án, cô ta đã chịu áp lực tinh thần rất lớn. Vì vậy khi cảnh sát xông vào, cô ta nhanh chóng lên cơn co giật và ngất xỉu. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ từ nhật ký của Caroline, các chuyên gia tâm lý thành công tái hiện lại đêm định mệnh ngày 1 tháng 3. Quá trình gây án đáng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ giết người có kế hoạch tỉ mỉ. Vào tối 28 tháng 2 năm 1999, Caroline gọi điện cho Rachel và bảo rằng đang có một thí nghiệm tâm lý học với phần thưởng 100 đô la Úc dành cho người tham gia. Điều này không thể nào hấp dẫn hơn được đối với Rachel, người luôn ao ước có một đôi giày múa màu xanh. Để tránh kế hoạch bị phát hiện, Caroline còn đặc biệt dặn Rachel không được kể với bất kỳ ai vì sẽ ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. Rachel ngây thơ tin vào lời nói của người bạn thời thơ ấu, nên cô ta không nói với ai về việc mình sẽ đi đâu, thậm chí cũng không chia sẻ với bố mẹ về cuộc gọi của Caroline. Vào chiều ngày 1 tháng 3, Rachel sau khi tan học lập tức đến gặp Caroline. Hai người cùng nhau đến căn hộ của Caroline. Vào khoảng 6 giờ 40 phút tối, Caroline dẫn Rachel vào phòng ngủ và hai người họ cùng ăn pizza. Tiếp đó, Caroline bảo Rachel ngồi xuống sàn, thực hành vài kỹ thuật thư giãn và hãy nghĩ về những điều vui vẻ và hạnh phúc. Khi Rachel nhắm mắt lại, Caroline nhanh chóng cầm lấy một sợi dây điện thoại quấn quanh cổ Rachel và siết chặt tới khi cô ngừng thở. Trong khoảng thời gian đó, Caroline giấu thi thể của Rachel trong tủ quần áo, nên khi cha của cô ta đến thăm con gái, ông không hề hay biết. Mãi cho tới ngày 4 tháng 3, Caroline mới quấn Rachel trong chăn và nhét vào túi quân dụng và tiếp tục kế hoạch vứt xác như trong nhật ký đã ghi chép. Vụ án xảy ra vào ngày 1 tháng 3 và tới ngày 13 tháng 3, Caroline chính thức bị cáo buộc tội giết người. Trong suốt phiên tòa, Caroline không thay đổi lời khai của mình. Cô ta khăng khăng khẳng định ký ức của bản thân về đêm đó là rất mơ hồ. Tuy nhiên, nhiều báo cáo tâm lý cho thấy cô ta thực sự nhớ rõ diễn biến sự việc. Caroline thậm chí còn nhớ tới việc rắc bột gây mê lên pizza của Rachel để dễ dàng thực hiện âm mưu. Cuối cùng, qua đánh giá tổng hợp của các chuyên gia tâm lý pháp y nhận định, Caroline mắc chứng rối loạn nhân cách nghiêm trọng. Từ lời kể của cha mẹ Caroline, cô ta từ nhỏ đã là một đứa bé vô cùng tính toán. Cô ta còn thường xuyên bị cha mẹ chỉ trích và la mắng. Những điều này kết hợp với việc Caroline thường bị bắt nạt thời thơ ấu và nỗi ám ảnh về việc ly hôn của cha mẹ khiến cho cô ta phát triển sự lệch lạc nghiêm trọng trong nhận thức. Cô ta liên tục cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi, không xứng đáng được yêu thương và ngày càng tự ti. Theo thời gian, Caroline tin rằng cách duy nhất để thoát khỏi vòng xoáy này là nhận lấy một thân phận mới, tốt đẹp hơn. Cô ta nghĩ mình không thể sửa chữa những khuyết điểm của bản thân nên chỉ còn cách bắt đầu lại từ đầu. Và tới cuối cùng, Caroline thậm chí đã bị thao túng bởi những suy nghĩ tàn ác của mình. Và đáng tiếc là Rachel đã trở thành nạn nhân của cô ta. Mặc dù Caroline đã thừa nhận tội lỗi của mình với cảnh sát trong bệnh viện, nhưng tại phiên tòa cô ta từ chối nhận tội cho tới 11 giờ sau phiên thẩm thì cô ta mới đột ngột thay đổi ý định và nhận tội. Điều này cho thấy cô ta không muốn đối mặt trực tiếp với gia đình của Rachel và cũng không muốn giải thích thêm về tội ác của mình. Vào tháng 10 năm 2000, Caroline bị kết án 20 năm tù
trong đó phải thụ án tối thiểu 14 năm rưỡi. Có thể nhiều người sẽ cảm thấy bản án này là quá nhẹ. Các báo cáo theo dõi sau đó cho biết, Caroline trong tù sống khá thoải mái và tự tại. Cô ta không hề biểu lộ sự hối hận. Và điều đáng kinh ngạc hơn là mẹ của Rachel phát hiện ngay cả khi trong tù, Caroline vẫn không ngừng cố gắng để trở nên giống với Rachel hơn. Tại buổi điều trần xin phép ra tù sau này, Elizabeth đã nhìn thấy Caroline và nhận ra những biểu cảm cũng như cử chỉ của cô ta khiến cho Elizabeth cảm thấy cô ta rất giống Rachel. Điều đó thực sự làm cho cô sợ hãi. Vào tháng 11 năm 2014, Caroline được phép ra tù và mặc dù gia đình của Rachel phản ứng gay gắt nhưng đều không có kết quả. Sau một thời gian họ cũng dần chấp nhận vì thực tế Caroline có thể được thả tự do nhưng cô ta vẫn bị giám sát nghiêm ngặt. Vụ án này được chuyển thành bộ phim kinh dị I Am You và ra mắt vào năm 2009 tại Úc. Nếu quan tâm các bạn có thể tìm xem thử nhé. Bởi thế, giá như bố mẹ của Caroline quan tâm con cái nhiều hơn ngay từ khi còn bé thì có lẽ cô ta đã không mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách và làm hại người khác. Đồng thời nếu Rachel nhanh chóng phát hiện sự bất thường của bạn mình, thông báo cho gia đình hoặc đề phòng nhiều hơn thì cô cũng sẽ không chết một cách oan ức như vậy. Còn bạn, bạn có những quan điểm nào khác về vụ này? Hãy comment ở phần bình luận nhé! Có thể nói một khi con người đã thân thiết hoặc là có thiện cảm với ai đó thì tất cả những tật xấu của họ hay lời bàn tán xung quanh đều bị chúng ta bỏ ngoài tai hết. Vì là bạn thân của mình mà, đúng không? Thế nhưng nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy. Đôi khi bạn sẽ gặp được một người bạn thân thật sự. Đôi khi lại gặp một người bạn cũng thân, nhưng mà thân anh ấy lo, thậm chí là còn có khả năng đe dọa tới sự an toàn của bạn nữa. Và vụ án hôm nay xoay quanh một nữ sinh 18 tuổi, học lớp 12, với đầy hy vọng và khao khát về tương lai. Nhưng mà chỉ trong một đêm, mọi thứ đẹp đẽ đều tan biến. Có một điểm khiến vụ án lần này đặc biệt hơn những vụ khác, đó là mặc dù cảnh sát đã nhanh chóng xác định được nghi phạm là một người đàn ông da trắng, đầy bí ẩn, thế nhưng sau một thời gian điều tra cực lực, họ lại phát hiện người đó căn bản là không hề tồn tại. Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng vụ án đã vĩnh viễn đi vào ngõ cụt, thì không ai ngờ 2 năm sau cảnh sát lại bắt được một hung thủ chỉ thông qua một bức ảnh tự sướng trên mạng xã hội. Vậy thì tấm ảnh nó đặc biệt thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Bây giờ hãy cùng chúng mình quay ngược thời gian, hãy về năm 2015 để khám phá vụ án động trời này nhé. Saskatoon là một thành phố nằm tại miền trung nam của tỉnh Saskatchewan, Canada. Đây là thành phố lớn nhất của tỉnh này. Saskatoon nằm bên bờ sông Saskatchewan, được bao phủ bởi khung cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp với những đồng cỏ bao la rộng lớn, hứa hẹn là một điểm đến tuyệt vời cho những tâm hồn bị tổn thương đang cần được chữa lành. Nhưng không ai ngờ là một nơi như vậy lại xảy ra một vụ án rất kinh hoàng. Nạn nhân của vụ này là Brittany Cargon, sinh ngày 31 tháng 8 năm 1996 trong một gia đình bình thường tại Saskatoon ở Canada. Thời điểm xảy ra vụ việc cô mới chỉ 18, đang học lớp 12. Cha mẹ của Brittany đã ly hôn từ khi cô còn rất bé. Cả hai sau đó đều lập gia đình riêng. Tuổi thơ không trọn vẹn khiến cho Brittany ám ảnh tâm lý một thời gian dài. Nhưng chuyện không vui nào thì cũng sẽ qua. Cô không thể cứ nghĩ mãi về ký ức buồn đó. Cô phải sống cho thực tế. Brittany còn có 3 người em gái đáng yêu khác. Cô cần phải làm gương cho chúng thay vì ủ rũ cả ngày. Người xung quanh nhận xét cô nàng là một người rất hoạt bát, có niềm đam mê với những môn thể thao mạo hiểm. Cô thích tham gia các hoạt động ngoài trời như là trượt tuyết, cắm trại và chèo thuyền cùng với gia đình. Chính tính cách cởi mở và thú vị đó đã giúp cho Brittany được nhiều người yêu quý. Khi lên 16, bên cạnh nhiệm vụ học tập, Brittany còn làm cùng lúc 2 việc khác. Ở cái tuổi mà các bạn đồng trang lứa đều vô lo vô nghĩ, cô lại tiết kiệm được số tiền lớn để thực hiện mục tiêu sống cao cả của mình. Brittany dự định sau khi vào đại học sẽ học ngành quản lý khách sạn và cô luôn có niềm tin rằng bản thân sẽ thành công trong lĩnh vực này. Thế nhưng ông trời rất biết cách trêu ngươi. Ngay khi Brittany chuẩn bị bước vào cánh cổng đại học thì bi kịch đã xảy ra khiến tất cả ước mơ đều bị phá hủy. Hôm đó là ngày 25 tháng 3 năm 2015, một ngày thứ tư bình thường như bao ngày khác. Một người dân đang đi dạo thì bỗng nhiên phát hiện một cô gái nằm bất động trên thảm cỏ ở bãi rác. Người này quá ngạc nhiên, không hiểu vì sao một nơi như này mà lại cũng có người tới nằm. Vì tò mò, anh đã đến kiểm tra và tá hỏa phát hiện cô gái kia đã chết, liền vội vàng báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Sau khi kiểm tra, họ xác nhận cô gái này đã tử vong. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân không mang giày, chỉ mang một chiếc áo khoác da đen có mũ trùm. Cô đeo một chiếc đồng hồ, đeo chiếc dây lưng xanh đậm, sau lưng còn có hình xăm. Tuy nhiên họ không tìm thấy ví tiền hay là bất cứ giấy tờ tùy thân nào khác. Thậm chí họ còn không tìm thấy ví tiền hay là bất cứ giấy tờ tùy thân nào khác.
Thậm chí khi đó còn không có ai báo vụ mất tích nào hết, nên cảnh sát ban đầu không thể xác định được danh tính của nạn nhân. Thế nhưng từ những dấu vết thu thập từ hiện trường, có một điều chắc chắn, rõ ràng đây là một vụ án mạng. Kẻ sát nhân rất tinh vi, đã cố ý vứt xác nạn nhân tại khu vực bãi chôn rác để xóa dấu vết. Cảnh sát đã công bố bức ảnh về quần áo của cô gái và hình xăm tại lưng, hy vọng mọi người xung quanh sẽ nhiệt tình cung cấp thông tin. Không lâu sau khi thông tin được tiết lộ, một cô gái đã nghẹn ngào gọi điện cho cảnh sát, kể rằng cô cũng có một hình xăm tương tự như hình xăm trên lưng nạn nhân, và người bị hại chính là người bạn thân Britney Cargon của cô. Sau đó, cảnh sát xác nhận danh tính của nạn nhân đúng là Britney, một nữ sinh chỉ mới 18. Khi thông tin được tiết lộ, những người dân sống gần đó không khỏi lo lắng, nhất là gia đình của Britney. Họ nói Britney vốn rất tốt bụng, thân thiện và không hề có mâu thuẫn, ai có thể tàn nhẫn như vậy chứ. Người bạn thân đã gọi điện cho cảnh sát trước đó có tên là Cheyenne Rose Anton, nhỏ hơn Britney 3 tuổi, là bạn thân nhiều năm, thân thiết như chị em ruột. Cheyenne cũng đã cung cấp manh mối quan trọng cho cảnh sát. Cheyenne nói, vào ngày xảy ra sự việc, tức là ngày 24 tháng 3, buổi tối họ có đi đến quán bia Manchester rồi tham gia một buổi họp gia đình và cuối cùng thì lại ghé tới một quán bar tên là The Colony. Hai người đã uống rất nhiều, uống đến đầu óc quay cuồng. Cheyenne mơ hồ nhớ lại, ở quán The Colony có một người đàn ông da trắng liên tục mời rượu Britney. Khoảng 4 giờ sáng, Cheyenne chuẩn bị về nhà, nhưng Britney lại có vẻ chưa muốn nên cô đã về trước và để Britney về cùng với người đàn ông da trắng mới quen. Khi trở về được một thời gian, Cheyenne mới phát hiện mình đã không may lấy nhầm điện thoại của người đàn ông. Sau đó thì Cheyenne đăng một dòng trạng thái qua Facebook: cậu đang ở đâu? Không thấy tin gì từ cậu, hy vọng cậu đã về an toàn, yêu cậu. Dòng trạng thái này vẫn còn tồn tại công khai, rất dễ kiểm chứng. Ngoài ra cũng có bằng chứng xác nhận Cheyenne đã về nhà vào buổi sáng sớm. Cảnh sát sau đó cũng tìm thấy chiếc xe của Britney và quả nhiên trong xe có điện thoại của Cheyenne. Thông qua định vị điện thoại, họ phát hiện lúc 4 giờ 30 sáng, chiếc điện thoại đã xuất hiện gần một nhà hàng McDonald's ở ngoài quán bar. Từ đây, cảnh sát kết luận lời khai của Cheyenne là đúng. Vì vậy, người đàn ông da trắng mà cô nói chắc chắn có liên quan tới vụ này. Tuy nhiên, khi cảnh sát bắt đầu thẩm vấn những vị khách và nhân viên có mặt tại quán bar The Colony vào đêm đó, thì quá kỳ lạ, tất cả mọi người đều không nhớ gì về người đàn ông da trắng đã rời đi cùng với Britney. Cứ cho là những vị khách này say rượu nên không nhớ đi. Thế nhưng, nếu ngay cả nhân viên quán bar cũng nói như vậy, thì đúng là kỳ lạ. Và lạ hơn nữa là trong camera an ninh của quán cũng không hề xuất hiện bóng dáng của người đàn ông bí ẩn, khiến điều tra viên vô cùng đau đầu. Cùng lúc đó, kết quả khám nghiệm pháp y cũng đã rõ. Nguyên nhân cái chết của Britney là do thương tích tại cổ và vũ khí gây ra vết thương là chiếc dây lưng bên cạnh, vì các vết tích trên cổ Britney là hoàn toàn khớp với kiểu kết cấu độc đáo của chiếc dây lưng đó. Sau nhiều lần thẩm vấn mà vẫn không tìm thấy manh mối về người đàn ông da trắng, cảnh sát không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu nghi ngờ rằng người đó không hề tồn tại. Cheyenne Rose Anton, sinh năm 1993 tại Saskatoon, đến từ một gia đình có kinh tế bình thường. Nhưng hoàn cảnh gia đình cô thì đặc biệt rất tệ, chủ yếu do khu vực Saskatoon những năm trước khá hoang dã và lạc hậu, tỷ lệ thất nghiệp rất cao. Nhiều người sống trong tình trạng lêu lỏng, vô công rồi nghề, cuối cùng lún sâu vào rượu, ma túy. Mẹ của Cheyenne đã sớm qua đời khi cô còn nhỏ. Cha thì không hề quan tâm đến cô. Sau khi được chuyển tới một gia đình khác để được nuôi dưỡng, Cheyenne lại bị xâm hại và bạo hành. Tuổi thơ gặp nhiều chuyện kinh khủng đã khiến cho cô dần trở thành cô bé chịu nhiều vấn đề về tâm lý, có phần chống đối xã hội. Cheyenne bắt đầu phạm tội từ lúc 12, trở thành một vị khách quen của nhà tù. Khi 19 tuổi, hồ sơ tội phạm của cô lên tới 54 tờ. Mặc dù tiền án dài như cái sớ, thế nhưng Britney vẫn coi cô là bạn thân thiết nhất. Lực lượng cảnh sát bắt đầu thẩm vấn lại Cheyenne. Lần này thì cô ta kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô ta nói rằng người đàn ông da trắng kia đã một mình đến nhà cô, nói rằng anh ta và Britney ở quán bar đã gặp hai người đàn ông da đen. Vì say rượu nên họ không những không từ chối lời mời của hai người lạ mặt, mà còn đi cùng họ về khách sạn. Sau khi dùng chất cấm tập thể trong phòng, giữa đôi bên đã xảy ra một số mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã. Và khi người đàn ông da trắng đi vệ sinh, thì bi kịch xảy ra. Khi anh ta quay lại, Britney đã nằm bất động, không còn thở từ bao giờ, còn có dấu hiệu bị xiết cổ. Lúc đó thì người đàn ông da trắng rất sợ, nhưng điều khiến anh ta sợ hơn là hai người đàn ông da đen rút súng ở thắt lưng chĩa vào trán anh ta, dọa nếu báo cảnh sát thì sẽ không có cơ hội sống. Vì sợ hãi nên anh ta đã không dám nói sự thật, mà nhờ Cheyenne giữ im lặng.
Sau khi nghe phiên bản này, cảnh sát lại chuẩn bị tìm gặp Chen Yan để tiếp tục thẩm vấn. Điều khiến người ta không thể ngờ được là Chen Yan bị bắt vì một vụ khác. Khi bị cảnh sát thẩm vấn lần nữa, cô ta lại nói loanh quanh, chẳng bao giờ tiết lộ thực sự chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Vậy thì phiên bản nào mới là phiên bản sự thật? Mặc dù Chen Yan có nhiều biểu hiện nghi vấn, thế nhưng cảnh sát lại không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cô ta có tham gia vào sự việc. Cảnh sát cũng đã đến hỏi thăm rất nhiều người dân, nhưng vẫn không tìm thấy người đàn ông nào da trắng bí ẩn và hai người da đen mà Chen Yan từng nói. Trong tình trạng thiếu bằng chứng và không tìm thấy nghi phạm, vụ án đã bế tắc, dù đã điều tra kỹ càng nhưng không thể đưa ra lời giải. Trong tình thế như vậy, rất nhiều bạn bè và người thân của Whitney đều rất thất vọng. Họ tự làm thám tử, bắt đầu tự điều tra. Họ tìm thấy một điểm đáng chú ý trên trang Facebook của Chen Yan và Whitney. Đó là bức hình chụp Whitney và Chen Yan được Whitney đăng lên vài giờ trước khi cô bị sát hại. Vào ngày 10 tháng 9, một người tên là Chen Yan đã đăng một dòng bình luận dài. Cái tên của cô ta chỉ khác với Chen Yan một chữ. Vì vậy, mọi người tin rằng đó chính là Chen Yan viết bình luận. Nội dung bình luận không phải là điểm chính, chỉ là những lời nhớ thương tiếc nuối. Điều quan trọng là bức ảnh này lan truyền rộng rãi trong bạn bè của Whitney và bắt đầu đến tai cảnh sát. Khi cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng tấm hình, họ phát hiện một điểm đáng kinh ngạc. Ở góc dưới bên trái, họ nhìn thấy một mảnh của chiếc thắt lưng xanh dương độc đáo. Các nhà điều tra liền so sánh với chiếc thắt lưng được tìm thấy tại hiện trường và phát hiện chúng hoàn toàn giống nhau. Sau khi kiểm tra chiếc thắt lưng, họ tìm thấy ADN của cả Whitney và Chen Yan. Đây là bằng chứng then chốt, chứng minh một sự thật tàn khốc. Đó chính là Chen Yan, người vẫn được coi là chị em tốt với nạn nhân đã giết chết cô ấy. Câu chuyện về người da trắng và người da đen chỉ là lời nói dối để làm nhiễu loạn cảnh sát. Không có nhân chứng, động cơ gây án cũng không rõ. Chen Yan một mực không chịu nói gì, khiến những bằng chứng này dù là rõ ràng cũng không đủ kết tội. Mặc dù đã có những bằng chứng rõ ràng như vậy, nhưng vụ án lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Tới tháng 3 năm 2017, đã hơn 2 năm từ cái chết của Britney, một nhân vật then chốt bất ngờ tới thăm gia đình Britney. Đó là Chester, một người bạn khác của Chen Yan. Chester nói rằng trong 2 năm qua, anh ta vô cùng day dứt vì phải che giấu bí mật. Ban đầu anh ta định mặc kệ, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi tiếng gọi của lương tâm và quyết định tiết lộ. Anh ta nói rằng vào ngày 25 tháng 3 năm 2015, cái ngày mà Britney bị sát hại, Chen Yan đã lái xe đến nhà anh ta. Chen Yan lúc đó rõ ràng uống rất nhiều rượu và không ngừng nói về chuyện cãi vã căng thẳng với Britney. Cô ta kể cả hai ban đầu lời qua tiếng lại, rồi lao vào xô xát. Cuối cùng cô ta vô tình khiến Britney bị ngạt. Vừa nói chuyện, Chen Yan vừa ngắm nhìn ra cửa sổ. Chester nhìn theo thì chỉ thấy đầu của Britney lộn ngược trên cửa sổ xe. Nhìn cảnh tượng này, Chester cảm thấy hoảng hốt vô cùng, vội vàng đuổi Chen Yan đi. Lúc đó thì anh ta chưa nhận ra rằng Britney đã qua đời. Sau này, khi vụ án bị phanh phui, anh ta tìm gặp Chen Yan và hỏi những điều cô ta nói là có ý gì. Chen Yan lại bảo mình say rượu và không hề nhớ. Chester quyết định tin theo lời Chen Yan và không tiết lộ bí mật này với ai. Tuy nhiên thời gian càng trôi qua thì anh lại càng cảm thấy cắn rứt. Khi cảnh sát nhận được manh mối quan trọng, họ rất phấn khởi vì đang gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ. Với sự xuất hiện của manh mối quan trọng này, những khoảng trống then chốt được lấp đầy. Do vậy họ xác định thủ phạm là Chen Yan và khởi tố cô ta với tội danh giết người cấp độ 2 và tội phi tang xác. Đầu tiên thì Chen Yan muốn phủ nhận tội ác, nhưng khi cảnh sát đưa ra toàn bộ chứng cứ, cô ta nhận ra mình không thể trốn. Cuối cùng Chen Yan đã chịu nhận tội. Cô ta thừa nhận rằng do say rượu nên đã cãi nhau với Britney. Hai người xô xát và Britney thậm chí giật mất điện thoại của cô ta. Chen Yan không thể nhớ rõ những gì xảy ra sau đó. Tuy nhiên cô ta thừa nhận mình đã vô tình giết chết Britney. Tại tòa, công tố viên Robin Lee đã trình bày kết quả điều tra kéo dài 2 năm. Mặc dù ban đầu họ bị nhầm lẫn và mất nhiều thời gian theo đuổi hướng sai lệch, nhưng cuối cùng họ đã tìm ra manh mối quan trọng từ tấm hình trên Facebook. Chiếc thắt lưng da đã siết cổ Britney, giúp cảnh sát xác định được Chen Yan là nghi can. Mặc dù không có nhân chứng trực tiếp, nhưng bằng chứng gián tiếp như là thời gian đăng tải ảnh lên Facebook và các chứng cứ khác đã chứng minh Chen Yan là thủ phạm. Cảnh sát suy đoán rằng diễn biến vụ án có thể như sau. Vài giờ trước khi bị sát hại, Britney đăng ảnh check-in hai người lên Facebook, cho thấy bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đi chill tại quán bar. Tiếp đó vì không rõ lý do gì, hai người lại xô xát. Trong khi hoảng loạn và say rượu, Chen Yan đã ra tay sát hại Britney. Sau đó, Chen Yan lái xe đến bãi rác hoang vắng tại ngoại ô, vứt xác Britney, rồi về nhà kể cho bạn mình một câu chuyện giả, nhưng yêu cầu bạn mình giữ bí mật.
mặc dù cô ta biết bạn mình sẽ không thể giữ được bí mật. Cảnh sát tin rằng câu chuyện về hai người đàn ông da đen là do Chen Yan bịa đặt, và việc cô ta đăng một dòng trạng thái giả vờ quan tâm trên Facebook cũng là một phần trong kịch bản cô ta lập ra rất kỹ. Mặc dù ban đầu cảnh sát không nghi ngờ về Chen Yan, nhưng cuối cùng manh mối từ bức ảnh check-in trên Facebook và việc Chatter xuất hiện đã khiến họ đổi hướng. Trong phiên điều trần xét xử, Chen Yan biết rằng cô ta không thể thoát nên quyết định nhận lỗi. Tuy nhiên cô ta khăng khăng rằng bản thân không nhớ những gì xảy ra. Trước khi xét xử chính thức, luật sư và công tố viên của Chen Yan đạt được thỏa thuận nhận tội. Theo đó, cô ta nhận tội về tội vô ý giết người thay vì tội giết người cấp độ 2. Cuối cùng cô ta chỉ bị phạt 7 năm tù. Mức án khiến rất nhiều người phẫn nộ, và kể cả mình bây giờ, một mạng người và 7 năm tù liệu có đáng không? Sau khi vào tù, Chen Yan được sắp xếp một loạt các đợt cai nghiện và các vấn đề khác nhằm đảm bảo cô ta sẽ cải tạo thành người bình thường và lành mạnh khi ra tù, không còn là mối đe dọa. Với bản án 7 năm, cô ta sẽ sớm được tự do. Mặc dù vụ án được giải quyết nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, đặc biệt là với gia đình Britney. Đó là tại sao Chen Yan lại đích thân ra tay sát hại người bạn thân của mình? Đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì giữa hai người? Và vì Chen Yan liên tục khẳng định mình không nhớ, hoặc cũng có thể là cô ta không muốn tiết lộ, nên đây vẫn là bí ẩn chỉ có thể chờ đợi đến khi Chen Yan một ngày nào đó sẽ nhớ ra hoặc cắn dứt lương tâm mà nói thật. Qua vụ này có thể thấy trên đời này chúng ta đừng quá tin vào ai, kể cả những người bạn thân nhất. Ai cũng có thể trở thành mối đe dọa tới lợi ích và thậm chí là tính mạng của bạn.